Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Tư đưa tin mưa lớn đã tấn công huyện Tấn Dương ở Lương Sơn, Từ Xuyên vào tuần trước, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Ngày 25 tháng 9, dẫn lời Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin mưa lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt lớn, nuốt chửng một nhà máy chế biến thép, nơi có hơn 200 người đang làm việc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, cho đến nay, 4 người đã chết trong lũ lụt và 48 người khác mất tích. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Được biết, mưa lớn đã rơi vào ngày thứ hai tuần trước tại huyện Tấn Dương, tỉnh miền núi Tứ Xuyên, nhưng không tiết lộ mức độ thiệt hại. Theo các nguồn tin, 5 người đã bị bắt vào ngày thứ hai vừa qua vì tình nghi không báo cáo hoặc báo cáo sai tình hình thiên tai. Theo AFP, dẫn lời Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tập Cận Bình đã ra lệnh bằng mọi nỗ lực để tìm kiếm những người mất tích và an ủi gia đình họ, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng và những người có trách nhiệm phải bị xử lý theo pháp luật. Còn tại miền Bắc Trung Quốc có ít nhất 78 người thiệt mạng sau khi cơn bão số 11 đi qua vào tuần qua, gây ra bão và lũ lụt lớn. Những tháng gần đây, Trung Quốc chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Các nhà khoa học dự đoán rằng những sự kiện này sẽ trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Phóng viên được biết từ Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, kể từ ngày thứ Tư do ảnh hưởng của mưa lớn của bão số 9, 20 trạm trên 13 con sông trong đó có sông Hoàng Hà và sông Dương Mai đã hứng chịu lũ lụt từ 0,15m đến 3,63m trên mức cảnh báo. Đến 8 giờ ngày thứ Sáu, Trung tâm Thủy văn Khu tự trị tiếp tục phát cảnh báo lũ xanh, nhắc nhở Ngọc Lâm, Quý Cảng, Ngô Châu và các thành phố khác, cũng như khu vực ven sông nêu trên và người dân tăng cường phòng tránh nguy hiểm một cách kịp thời. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn sau đó của bão số 9, sông Lưu Nam và sông Thanh Loan phụ lưu của nó lại dâng cao. Vào lúc 8 giờ ngày thứ Sáu, 4 trạm sông bao gồm sông Nam Lưu và sông Thanh Loan phụ lưu, sông Du phụ lưu Ngọc Giang và sông Nghi Sương phụ lưu sông Bắc Lục đã vượt mức cảnh báo từ 0,26m đến 1,46m. Dự kiến dòng chính của sông Nam Lưu sẽ tiếp tục dâng cao từ 1 đến 2m. Trong 12 giờ tới, trong đó, đoạn thị trấn Trương Mộc của sông Nam Lưu thuộc quận Phúc Miên, mực nước cảnh báo là 62,7m sẽ xảy ra lũ lụt vượt quá mức cảnh báo khoảng 1,5m. Đoạn huyện Bồi Bài sẽ có lũ cao vượt mức cảnh báo khoảng 1,5m. Đoạn đô thị Ngọc Lâm của Thanh Loan, sông Nhánh có mực nước cảnh báo là 74,6m sẽ bị ngập cao hơn mực cảnh báo khoảng 0,8m. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, Tấn Dương, Tứ Xuyên, Mai Châu, Quảng Đông và các nơi khác ở Trung Quốc gần đây đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên ngày 25 tháng 9 cho biết, lũ lụt đã khiến 4 người thiệt mạng và 48 người mất tích. Lũ lụt ở Mai Châu, Quảng Đông khiến bờ kè sông địa phương bị sập và nhiều cửa hàng bị ngập. Theo báo cáo của CCTV Trung Quốc, lũ quét đã bùng phát tại khu vực miền núi thuộc huyện Tấn Dương, Tứ Xuyên. Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, nước nhanh chóng nhấn chìm một công trường ở khu vực miền núi trong khoảng thời gian ngắn. Nhóm lãnh đạo ứng phó sự cố Tấn Dương chỉ ra rằng lũ quét xảy ra tại công trường xây dựng GN, đoạn 1 của đường cao tốc Yên Giang. Có 85 công nhân tại công trường và chính quyền đã cử hơn 500 nhân viên tìm kiếm cứu nạn để tìm kiếm và cứu hộ. Cơ quan chức năng cho biết, tính đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Hai, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 79 người, 6 người còn lại vẫn đang được tìm kiếm, cứu nạn. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên ngày 25 tháng 9 đã tổ chức họp báo công bố tình trạng cứu trợ lũ lụt hôm thứ Hai. Giới chức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ này đã khiến 4 người thiệt mạng và 48 người mất liên lạc. Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc trong những ngày gần đây và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Phương tiện truyền thông địa phương ở Mai Châu, Quảng Đông ngày 25 tháng 9 đưa tin do ảnh hưởng của lượng mưa lớn và mực nước thượng nguồn dâng cao. Mực nước nhiều con sông ở thành phố Mai Châu đã dần dâng cao vào ngày 24 tháng 9 và mực nước đỉnh điểm đã vượt quá giới hạn cho phép của mực nước cảnh báo cục bộ là 6,2m. Chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt và kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó lũ lụt. Phương tiện truyền thông phường Mai Châu, Quảng Đông chỉ ra rằng lượng mưa tích lũy ở huyện Vu Hồ, Mai Châu trong vòng 6 giờ tối qua có lượng mưa lớn lên 112mm, khiến mực nước sông Đa Đu địa phương tiếp tục dâng cao, đạt 131,5m, cao hơn 1m so với mức cảnh báo. Tin tức mới nhất ngày 25 tháng 9 tung ra một đoạn video chỉ ra rằng lũ lụt xảy ra ở Mai Châu vào tối ngày 24 tháng 9, nhiều khu vực trong thành phố bị ngập và ô tô bị cuốn trôi.
Một bờ kè sông Đa Đu ở huyện Vu Hồ thậm chí còn bị sập do lũ lụt với chiều rộng lên tới khoảng 30 mét, con số thương vong vẫn chưa thống kê được. Lũ quét xảy ra ở Tấn Dương, tỉnh Tứ Xuyên khiến 4 người thiệt mạng và 48 người mất tích, ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi tại Mai Châu, Quảng Đông. Ngày 24 tháng 9, nhiều ngôi nhà bị ngập, chính quyền Quảng Đông đã cử một đội tìm kiếm cứu nạn tới hỗ trợ điều trị cho những người bị ảnh hưởng. Quý vị thân mến, mưa lớn bất ngờ đổ xuống Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Lũ lụt lớn bùng phát, lũ kỷ lục tấn công Trương Gia Giới, Hồ Nam, nhà cửa chìm trong nước, chỉ lộ phần ngọn cây. Từ đêm ngày thứ Bảy đến sáng ngày Chủ nhật, mưa lớn bất ngờ đổ bộ vào huyện Sang Chi, Trương Gia Giới, Hồ Nam gây lũ lụt. Nước lũ tràn qua các trụ cầu và thành phố ngập trong nước. Nước ngập đến thắt lưng, mùa màng dọc sông bị thiệt hại. Video cho thấy nước đục ngầu trên đường phố. Người ta nói trông giống như một con đập đang xả nước và nước đang phun ra. Người dân địa phương cho biết nước vẫn đang dâng cao. Nước dâng cao đến mức này, đây là lần đầu tiên tôi thấy lượng nước lớn như vậy. Nhiều ngôi nhà bị ngập, chỉ có ngọn cây trơ trụi, trời vẫn đang mưa. Cùng ngày, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi tại Thái Châu, Chiết Giang gây ngập úng. Khu đô thị ngập trong nước, ô tô ngập trong nước, lũ lụt ở Bá Châu, tỉnh Hà Bắc trước đó chưa giảm. Một số khu vực vẫn chìm trong nước. Kể từ cuối tháng trước, miền Bắc Trung Quốc liên tục xảy ra mưa lớn. Để bảo vệ Bắc Kinh và Hùng An, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước ở nhiều nơi ở Hà Bắc, khiến sinh kế của người dân bị hủy hoại và gây thương vong nặng nề. Gần một tháng sau trận lũ, ngày thứ Bảy vừa qua tại thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc, nơi bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, lũ lụt ở một số khu vực vẫn chưa rút hẳn, nhiều nơi vẫn chìm trong nước. Cư dân địa phương cho biết còn nửa mét nữa, đây là nhà máy của ta, than ôi. Trời lại bắt đầu mưa rồi, hãy nhìn ngôi nhà này, xưởng đã bị phá hủy hoàn toàn, bây giờ nước vẫn còn 30-40cm, có lẽ là hơn 30cm, còn ở đây nước ở đây vẫn sâu hơn 1,5m. Còn tại Diêm Thành, Giang Tô, lốc xoáy tấn công khiến nhiều nhà bị sập, nhiều người bị thương. Sáng sớm hôm thứ Hai, thị trấn Bất Phong, huyện Đình Hồ, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô hứng chịu một cơn lốc xoáy hiếm gặp, khiến nhiều ngôi nhà đổ sập và hư hại nặng nề. Đoạn video cho thấy bức tường gạch đỏ của nhiều ngôi nhà của dân làng bị sập, gạch vương vãi trên mặt đất. Những cây lớn bật gốc và gãy ngang hông, các quan chức cho biết thảm họa làm 2 người bị thương và làm hư hại hơn 105 ngôi nhà dân cư, trong đó có 35 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, hiện chưa rõ con số thương vong và thiệt hại tài sản thực tế. Sự xuất hiện thường xuyên của thảm họa thời tiết gần đây ở Trung Quốc đại lục đã thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài. Giang Phong, người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh bình luận chính trị và là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Fetian ở New York, nói rằng ông đã nghe nói bão có mắt, nhưng ông chưa bao giờ nghe nói rằng bão thực sự có mắt. Giang Phong phân tích cơn bão số 9 năm nay sau khi hình thành ở miền đông Philippines, đã đi vòng qua miền nam Đài Loan, đi đường vòng, đổ bộ vào Quảng Đông và Chiết Giang, nơi tuyến đầu của sự cai trị quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, sau khi siêu bão số 9 đổ bộ vào Hồng Kông vào tối ngày thứ Sáu và mang theo những cơn bão dữ dội đến khu vực địa phương, nó đã đổ bộ vào Chu Hải, tỉnh Quảng Đông vào sáng sớm ngày 24 tháng 9. Người dân địa phương cho biết tính đến thời điểm hiện tại, cơn bão này đã trở thành cơn bão đầu tiên trong năm nay đổ bộ vào đây. Siêu bão số 9 tiến vào Quảng Đông với sức gió tối đa cấp 17. Siêu bão Sura, cơn bão số 9 đang đến gần và tất cả các khu vực của Quảng Đông đã đình chỉ công việc, sản xuất, thị trường, lớp học và các hoạt động để chuẩn bị. Trước khi bão số 9 đổ bộ, người dân nhiều nơi ở Quảng Đông đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều người dân đã trú ẩn trong sân vận động. Người dân địa phương cho biết cả Quảng Đông đang chờ bão. Một số người dân địa phương cũng trốn trong gara. Nhân viên trong chợ cho biết bão đang đến. Nghe dự báo mới nhất của Đài Quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc đại lục, diễn biến của siêu bão số 9 rất kỳ lạ. Cường độ của nó khó có thể suy yếu cho đến khi đổ bộ vào đất liền, và tác động của nó sẽ mạnh hơn và kéo dài hơn. Người ta dự đoán rằng dù bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào bờ biển miền Trung và miền Đông Quảng Đông hay di chuyển theo hướng Tây Nam trên bờ biển miền Trung Quảng Đông, một phần của cơn bão sẽ ở trên biển. Bão số 9 có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực đồng bằng sông Châu Giang kể từ năm 1949. Thưa quý vị, trận động đất ở quận Thuận Nghĩa của Bắc Kinh được cảm nhận ở nhiều khu vực vào lúc 15 giờ 34 phút ngày thứ Sáu. Hôm 24 tháng 9, một trận động đất mạnh 2,7 độ Richter đã xảy ra ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, có tâm chấn 17 km. Trận động đất được cảm nhận ở các quận Triều Dương, Hải Điến và Trường Bình của Bắc Kinh. Tin tức về trận động đất này hiện đang đứng đầu danh sách tìm kiếm ở đại lục. Một số người dân địa phương cho biết, động đất tương đối hiếm có ở Bắc Kinh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.